Gỗ chắc là loại gỗ được lấy từ cây chắc với tên khoa học là Jarberia cochinchinensis, thuộc loài cây thân gỗ lớn. Với những cây sinh trưởng và phát triển tốt, khi trưởng thành có đường kính thân xấp xỉ là 1 mét và có độ cao lên tới 25 mét. Gỗ chắc thuộc nhóm 1 là nhóm gỗ quý nhất tại Việt Nam hiện nay. Ở Việt Nam, gỗ chắc còn hay được gọi với cái tên Cẩm Lai Nam Bộ. Gỗ chắc có nguồn gốc từ các nước Đông Dương nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Tại Việt Nam, gỗ chắc phân bố chủ yếu tại các vùng miền Trung như Quảng Nam, Quảng Trị, đồng thời cũng mọc rải rác tại các khu vực Nam Bộ, nhiều nhất ở Kon Tum. Nằm trong top những dòng cây gỗ quý, loại cây này sở hữu riêng cho mình nhiều ưu điểm vượt trội và gần như ít loại cây nào có được. Cùng điểm qua một số đặc điểm nổi bật của gỗ chắc. Gỗ chắc rất bền và có tuổi thọ cao. Điểm đặc biệt của loại cây này là thân cây rất to, thịt lại cứng, chắc, nặng nhưng lại có tính dẻo dai. Do đó, những sản phẩm làm từ cây chắc khá bền, không bị cong vênh, lại chịu tác động mạnh mẽ từ nắng mưa, thời tiết khắc nghiệt. Ở những đồ dùng như bàn ghế, tủ giường, giá trị sử dụng cực kỳ lâu, có thể tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Tóm lại, cây gỗ này rất bền và tuổi thọ cao, bạn có thể an tâm khi lựa chọn các sản phẩm là từ gỗ chắc. Vân gỗ chắc đẹp và đặc biệt. Các chuyên gia ngành gỗ đánh giá, hầu như không có dòng cây nào mà có kiểu vân đẹp và ấn tượng như cây chắc. Vân của gỗ chắc được ví như vẻ đẹp của đám mây, nhẹ nhàng, sắc nét và tạo hiệu ứng 3D độc đáo. Mùi hương lại không được thơm như các dòng cây khác, có mùi chua nhẹ nhưng không hăng gắt. Bên trong thân gỗ chứa hàm lượng tinh dầu nên sẽ tạo ra độ sáng bóng nhất định cho những sản phẩm làm từ cây này. Lành tính và quý hiếm. Đặc điểm này thì không có gì bất ngờ. Bởi là dòng gỗ tự nhiên nên hoàn toàn lành tính, an toàn cho sức khỏe người dùng. Trên bảng phân loại gỗ Việt Nam, cây chắc được xếp vào nhóm gỗ quý loại 1. Hiện nay, loại cây này đang ngày càng khan hiếm. Các sản phẩm làm từ loại cây này đa phần đều phải nhập nguyên liệu từ các nước khác trên thế giới. Việc phân loại dòng gỗ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, màu sắc, kiểu vỏ, kiểu vân gỗ chắc. Tại Việt Nam, hiện có 3 loại phổ biến là chắc vàng, chắc đỏ, chắc đen. Tuy nhiên trên thế giới còn có 2 loại khác, đó là chắc dây và chắc Nam Phi. Trên thị trường có nhiều loại gỗ chắc nhưng chủ yếu là 2 loại chắc, chắc đỏ và chắc đen. Chắc đen thì hiếm và giá trị cao hơn chắc đỏ. Gọi chắc đen vì thịt gỗ có màu đen tuyền gần như môi sườn như nhạt hơn. Gỗ chắc có nhiều ứng dụng trong đời sống con người, từ chế tác nội thất cho đến khai thác tinh dầu. Gỗ chắc rất được ưa chuộng trong mặt chế tác nội thất như làm bàn ghế, tượng thờ, sàn gỗ. Ngoài ra, các sản phẩm từ gỗ chắc thường có chất lượng, giá trị thẩm mỹ và tuổi thọ rất cao. Bên cạnh đó, tinh dầu chiết xuất từ gỗ cây chắc còn có rất nhiều công dụng như giúp thư giãn, điều trị căng thẳng mệt mỏi, thu nạp dương khí và mang lại những điều may mắn cho người sử dụng. Nếu có nhu cầu mua sắm các sản phẩm nội thất từ gỗ chắc hoặc các sản phẩm từ những dòng gỗ tự nhiên quý hiếm khác, các bạn có thể đến trực tiếp showroom hoặc liên hệ với Đồ Gỗ Mạnh Sơn thông qua số điện thoại 0345726666.